tao nói mày bao nhiêu lần rồi Chảo? Hả? Đã tao nói rồi nghe, đừng có để cho ai mắng dốt nữa nghe chưa? Dạ, con trộm có cháy xài chứ nhiều đâu. Tao nói với mày rồi ha, nghèo thì cho sạch, gách cho thơm nghe chưa? Dạ. Tao quýnh mày lần này là không để cho ai mắng dốt nữa nghe chưa? Dạ. Tao quýnh mày lần mày 3 cây nè, 1 nè. Rồi đó, hồi nãy 1 cây nữa là 3 cây đó nghe. Dạ. Bỏ nghe. Dạ. Bỏ tuyệt đối không có để cho mà người ta mắng vốn nữa nghe chưa? Dạ. Tao nói là lần cuối đó. Dạ. Để mắng vốn cái nữa là biết tay với tao. Dạ. Nói rồi. Ủa? Chào. Đi đâu hả? Thằng nào quýnh này hả? Thằng nào quýnh này hả? Mẹ tao quýnh tao á. Qua xử bả đi. Cũng tại mày không đó. Mày liên quan gì đến tao? Không nghe lời mày, hôm qua ăn trộm trái xài bên ông Sáu thì đâu bị mắng vốn đâu. Thì đó mày không nghe lời tao đó. Mày xui chứ ai xui? Đúng rồi. Qua mắng vốn mẹ tao rồi, sáng mẹ tao mới quýnh tao nè. Quất hết 3 cây vô đích. Rồi cuối cùng trái xài mà qua mắng vốn gì? Trái xài có ba lớn gì? Tao nói mày, hồi đó giờ mày sống ở đây mày không biết cái tánh của ổng hả? Dụng thứ ích kỷ keo kiệt. Tao nói mày nguyên cái xóm của mình nè, có ai qua giao lưu với ổng không? Nhiều khi đám tiệc ổng không mời bên mình nữa. Bữa đám cưới con ổng nó không có mời bên xóm mình không? Chứ mời ai đi, bởi tao ghét quá tao mới kêu mày bẻ trái xài về nhà mình chấm bấm đường, bấm guốc rồi mình ăn luôn. Mày số 7 đó, qua món vốn mẹ tao mới nói dùng nghèo cho sạch chết cho thơm. Mà mày nghĩ đi, trái xài đáng bao nhiêu? Mà tao nghĩ ổng này ổng keo thiệt. Đúng không? Keo gì? Dùng thứ ích kỷ, nhỏ mọn. Tao nói mày ha, hôm mốt là ổng chết nè. Không ai qua thắp cho ổng nén nhang nào đâu. Thì dù ổng chết thì nữa, dù gì mình cũng ăn trái xài ổng rồi qua thắp cho ổng cây nhang. Có hết trơn, thứ ích kỷ qua thắp lắm. Thiệt, chết sớm chứ sớm mình còn khỏe nữa. Đỡ chặt đó. Thôi, nói nhiều đó. Bây giờ nè, không có nói nhiều đó nữa. Tao nghe nãy giờ, tao nghe tao muốn cọc. Mình sai mà, cọc gì? Sai gì sai, đi với tao. Đi mày chị đâu? Đi. Mày đâu, qua bắn vốn không hả? Đi, ừ. Ê, mày ăn chạm xài người ta mà qua bắn vốn người ta. Mày cha, thôi mày làm cái gì đó mày làm đi, tao không đi chơi mày đâu. Mai mốt đừng có rủ tao đi đâu nữa chứ. Nghe lời mày nè, giờ nè. Phải chi nghe lời mày mà ra tiền ra bạc á. Đừng có ái tao nữa. Con trái xài mà ông vô dám qua mắng vốn bạn tôi đã cho bị quánh vậy ha. Tôi qua tôi đốn cây luôn. Dám hồi với tôi hả? Bẻ con trái xài hôm qua mắng vốn cho ông bạn tôi bị quánh gì đó hả? Nè, mày thôi. Làm sao là cái cây nó mắc luôn. Ông đừng giỡn mặt với tôi. Tôi biết ông không có ở đây tôi mới dám nói gì thôi.